Em xin chào toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn yêu hoa phong lan Hôm nay, à, Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng à, xin gửi à, tới toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn, những ai yêu hoa phong lan rừng Một à, bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho hoa phong lan và các chế phẩm để dùng cho hoa phong lan rừng Thế thì à, em à, xin tự giới thiệu nhé, em à, tên là Mã Bảo Trung Kênh của em là Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng em chuyên cung cấp tất cả các giống chủng loại hoa phong lan rừng số điện thoại để uh, chia sẻ giao lưu cùng uh, tất cả cô chú anh chị các bạn là số điện thoại 0949 26 1918 thì uh, cũng như là uh, cô chú anh chị các bạn đã cũng đã biết rồi thì uh, để trồng được cây lan rừng thì ngoài cái vẻ đẹp và cái cách cách trồng tự nhiên ra thì uh, tất cả cô chú anh chị các bạn cần phải bổ trợ thêm những cái uh, gọi là những cái chế phẩm và những cái chất dinh dưỡng thêm cho cây phong lan rừng để cho cây lan rừng nó khỏe, nó đẹp và nó phát triển tốt hơn. Chính vì vậy rằng cái mục đích của video hôm nay thì em xin phép được chia sẻ một cái bộ sản phẩm sử dụng cho hoa phong lan rừng rất là hữu hiệu và đã mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho rất là nhiều nhà vườn ở dưới các tỉnh đồng bằng và các tỉnh trong miền núi trung du. Ừ, đối với mô hình của gia đình chúng em thì chúng em cũng đã sử dụng cái sản phẩm này một trong những cái loại sản phẩm này nhé chúng em đã sử dụng một vài trong những một vài thứ trong cái bộ sản phẩm này tuy nhiên rằng em không sử dụng đầy đủ bởi vì ở trên em là được cái khí hậu và cái nhiệt độ độ ẩm nó rất là ưu ái cái nền khí hậu rất là ưu ái để trồng hoa phong lan rừng nên là có những loại thuốc ở đây em giới thiệu với mọi người là em không sử dụng nhưng ở dưới cô chú anh chị các bạn nhất là ở các tỉnh đồng bằng hoặc là ở trong miền nam thì uh, những sản phẩm này nó sẽ rất là hữu ích và nên sử dụng đấy ạ uhm, để không bớt thời gian của cô chú anh chị các bạn uh, thêm nữa thì uh, sau đây em xin phép được uh, giới thiệu vào luôn cái bộ sản phẩm mà hôm nay chúng em muốn gửi tới toàn thể cô chú anh chị các bạn những yêu những ai yêu hoa phong lan rừng trong phạm vi cả nước và em không muốn nói lớn hơn là trong cả thế giới trong cả toàn cầu. đấy Mọi người hãy xem và cảm thấy hữu ích, cảm thấy sử dụng được và cảm thấy hay thì mọi người hãy đăng ký kênh và bấm vào uh, biểu tượng cái chuông ấy, thì để chia sẻ và để giao lưu với nhà vườn chúng em hàng ngày nhé. Uh, em sẽ giới thiệu theo, uh, theo 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 cái tờ giấy kia. Cái tờ giấy ở đây là khi mà làm thì chúng em đã có một cái tờ giấy Uh, cái tờ này gọi là một cái bảng hướng dẫn uh, cái bảng hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm uh, bộ sản phẩm thuốc ấy. thì nó có hướng dẫn khá là chi tiết cách pha và cách sử dụng nó khá là chi tiết và mọi người uh, nên pha loãng hơn tỷ tr... cái tỷ lệ pha ở trên bao bì uh, uh, kém hơn tầm khoảng uh, chỉ phun loãng loãng thôi phun nửa thôi ạ Em cũng không biết sử dụng cái từ ngữ nào cho nó chuẩn xác Đấy. Nên là ví dụ dùng 10 phần Thì mình chỉ sử dụng uh, uh, 5 phần thôi Hoặc là 7 phần thôi Bởi vì để cho cây lan của mình nó thích ứng, thích nghi dần dần Tránh tình trạng cây bị sốc Như hôm vừa rồi em nói Thì uh, Đây đầu tiên em muốn giới thiệu với uh, cô chuyên trị các bạn Cái bộ sản phẩm đầu tiên là cái chế phẩm Hùng Nguyễn Và hôm nay em đã có chế phẩm Hùng Nguyễn nhé Bộ sản phẩm gồm có một lọ chế phẩm Hùng Nguyễn dùng để uh, siêu kích rễ, hiệu quả trong uh, một hai lần, trong 3 đến 5 lần phun đầu tiên nhé. vừa có kích kỳ vừa sát khuẩn, này, vừa kháng bệnh, bổ sung NPK và dưỡng cây rất là mạnh nhé. trị các bệnh uh, đốm lá các thứ đấy chỉ có một cái lọ lọ này thôi thì có 6 công dụng liền. Đấy. cô chú anh chị các bạn hãy sử dụng theo liều lượng mà uh, hướng dẫn như ở trên bao bì nhé. cái thứ hai em muốn giới thiệu luôn là cái cái sản phẩm thứ hai là cái ben cola ben cola là một trong những loại uh, thuốc thú y thôi dùng trong thú y nhưng mà dùng để sát khuẩn cho lan uh, rất là rất là tốt luôn đấy ạ và làm vệ sinh môi uh, có thể làm uh, vệ sinh giá thể vệ sinh môi trường nhé ben cola là một uh, cái loại uh, loại 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 thuốc dùng cho động động vật thôi đấy làm trong thú y thôi nhưng mà khi mà cô chú anh chị các bạn à, mang về pha cùng cùng nước ấy để phun cho lan thì cũng sẽ là rất là tốt nhá. Cái này là cái Bencona và một lọ Bencona nhé Công dụng ở trong này rồi. Đấy em sẽ khi mà gửi cho khách hàng em sẽ gửi thêm một cái bảng đi theo. Cái sản phẩm thứ ba em muốn giới thiệu mọi người là cái kích rễ N3M. Là một cái đây là một cái sản phẩm kích rễ siêu mạnh luôn này. Đấy. Đó. Em sẽ đọc luôn cái công dụng ở trên này nhé. Và cái sản phẩm cái đây cái, cái cái đây là cái, cái 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 lọ sản phẩm đấy nhé. Và công dụng ở trên này. À có thể là cái này thì nó rất là nhiều sản phẩm lẫn lộn nên là em phải em phải hôm hôm qua hôm kia thì em phải bảo anh em kế toán là là in ra như thế này. Đó. Nó là sản phẩm kích rễ nhé, Vừa 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 kích rễ này, vừa tưới vào gốc này. À, vừa phun trên lá đều được đó, đây là sản phẩm thứ ba em muốn giới thiệu mọi người đó là cái uh, ra rễ cực mạnh N3M nhé. Sản phẩm thứ tư là phisan, phisan em có hai loại, phisan hôm nay em sẽ bán hai loại cho mọi người rất là vip. Phisan đầu tiên là phisan dạng gói, cái này là dùng trong nông nghiệp rất là nhiều, đấy cái này là của Việt Nam, loại này của Việt Nam nhé. Phisan này của Việt Nam và có uh, hướng dẫn sử dụng ở trên bao bì và cái loại thứ hai em muốn uh, muốn giới thiệu là loại của mỹ nhé đây em đã đóng thành chai thủy tinh như này cái lọ của nó 10 lít cơ Đấy, em sẽ đóng thành lọ thành lọ như thế này nó rất là đắt mua bán ở trên thị trường nhé bán ở trên trên thị trường một lọ này là 360.000 một lọ này Đấy, mọi mọi người sử dụng cái này thì tí nữa thì nghĩ nếu mà khách hàng nào mà lấy ấy, thì em sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng cái phi san này như thế nào mà sử dụng từng giọt thôi đấy ạ từng giọt trên từng lít nước đấy, chứ không phải là sử dụng nhiều là là tốt cho cây đâu ạ đấy là cái sản phẩm phi san nhé nó là thuốc sán khuẩn đây đặc trị các bệnh này cháy bìa lá này thối nhũn này thối thân này đấy hiệu quả hiệu quả ngay sau khi phun 10 phút đấy nhé lưu lưu ý này cái phần lưu ý rất là quan trọng này thuốc mạnh nên phải pha đúng liều đấy ạ đây ạ phi san đấy ạ đấy. cái uh, sản phẩm thứ năm là nano bạc sáu tám nano bạc sáu ồ nano bạc sáu hôm nay không chưa 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 có đây rồi sản phẩm thứ năm là em bỏ qua nhé nó là cũng là siết sát, sát khuẩn diệt nấm virus các loại thôi nó cũng gần giống phi san và và gần giống Bencona. Uhm, cái sản phẩm thứ sáu là sản phẩm thuốc diệt côn trùng, Maxich, Maxich đây là một những cái loại thuốc diệt côn trùng rất là hữu hiệu gồm diệt uh, sâu bọ này, Rán này, kiến này, đấy và các loại cuốn chiếu mà ăn dễ cây á, ăn hút chích cây. Ấy. Đây và có hướng dẫn sử dụng ở trên này hết rồi. Đó, sản phẩm thứ, đây là sản phẩm thứ năm nhé. Uh, sản phẩm uh, bả sen là sản phẩm thứ bảy ở trong cái này nhưng mà là sản phẩm thứ sáu mà em muốn giới thiệu mọi người bả sen đây mọi người có thể rắc lên chậu chậu uh, lan này có thể rắc lên những chỗ nào mà sen nó hay đi lại đấy nó ăn vào nó sẽ ngất và nó sẽ chết đấy. đây là bả sen nhá một gói bả sen sử dụng được uh, rất là tốt cái thứ, thứ 8 là cái zidomin zidomin gold này là zidomin gold này mua cũng không phải rẻ ạ đó đây là Ridomin Gold nhé Một gói 100 gram Và có hướng dẫn sử dụng ở trên này rồi ạ Ridomin Gold là trị các loại nấm bệnh nhé Đây có thể dùng xịt thường xuyên vào mùa nắng này Mỗi tuần mà mùa nắng và mùa mưa này kết hợp với B1 hoặc NPK cũng được này Thuốc là có nội uh, hấp cực mạnh Đấy, thuốc này rất là hiệu nghiệm khi mà dùng để uh, phòng ngừa các loại nấm bệnh và thối nhũn nhé Ridomin Gold này rất là tốt luôn Mình có thể phun vào tháng 2, tháng 3 Trước mùa mưa ấy, mình đã phun sẽ phải phun phòng rồi đấy, đấy là Redomain Gold Con uhm, Còn sản phẩm Còn sản phẩm số 9 là sản phẩm Super Thai nhé Super Thai là cái lọ đen này Một cái hôm oh, rồi thì em Cái loại này là của Mỹ nhé Và đây là của Mỹ Và một cái lọ này ở trên thị trường họ, họ bán 180.000 đến 200.000 một lọ con con này nhé Đấy Một lọ con con này Và cái này thì em Chiết ừ, xuất ra tách ra từ một cái can 10 lít nên là em làm thích, thành những cái lọ nhỏ như thế này để bán cho mọi người để uh, mọi người tiết kiệm chi phí và cái super thai này có sử dụng uh, đây có có hướng dẫn sử dụng rất là rất là kỹ ở trên này làm cây mau ra dễ chồi hoa cực tốt cho lan em phải nói là cái thằng uh, cái thằng phisan uh, với lại super thai này nhá cô cho anh chị các bạn mà phun uh, pha lẫn với nhau phun cho cây thân thòng ấy thân thòng là các loại hoàng thảo ấy mọi người nhìn thấy cái độ phát triển và cái độ da mầm của nó nhìn thấy rõ rệt luôn đấy nó lớn từng ngày luôn đấy đấy nhất là phun cho phi điệp hạc vĩ là cây kia của nó cây con của nó tầm khoảng 20 cm mà phun sau một tháng nó phải lên được tầm khoảng 6 70 cm. Đấy mọi người cứ sử dụng đi ạ. Và cái sản phẩm phi san với lại sản phẩm super thai này hàng của Mỹ này là được rất là nhiều anh chị em sử dụng hàng để chăm hàng đột biến đấy. đấy. Sản phẩm tiếp theo là phân bón phân bón tổng hợp B1. Loại này rất là phổ thông, em cũng không 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 giới thiệu nhiều, không đi đi sâu nhiều. Nó là cái lọ to này, này vitamin B1 đây. Đấy, và này là tăng cường sức đề kháng này, phân bón tổng hợp cho các loại hoa phong lan. Đấy, phân bón lá một rất tốt cho lan. Đấy. Kích đầu trâu, kích hoa đầu trâu nhá, là cái này. Đó. Mọi người xem nhá. Đấy, kích hoa đầu trâu đây có hết nhá. Và hướng dẫn sử dụng cũng ở trên bao bì. Đấy. Kích rễ siêu mạnh. Esot, e, esotic vitamin B12 vitamin B12 đây đó vitamin B12 đây nó cái loại này là dùng cho thú y thôi nhưng mà nó giải độc cho cây rất là tốt này đấy khi mà cây mà cảm giác mà khi mà cây bị ngộ độc hoặc bị sốc thuốc ấy thì cái hiện tượng đầu tiên là đầu tiên là vàng lá thứ hai là lá nó có hiện tượng nó bất thường nó tự nhiên nó héo đó. cái hiện tượng vàng lá thì để nhìn thấy rất rất, rất rất là rõ rệt luôn khi mà bị sốc thì mọi người hãy dùng ngay cái vitamin B12 này để phun cho cây là sẽ khắc phục được cái tình trạng trên luôn ạ. Kích rễ siêu mạnh exotic của Thái Lan. Exotic. Exotic hôm nay em thiếu exotic. Đó, thiếu exotic. Thiếu exotic. Kích rễ này, siêu lân. Siêu lân đây em có siêu lân nhá. Đây, em có ba gói siêu lân cho mọi người để phun cho Lan. Đó. Cuối cùng là cái top scene. Topsin đây. Topsin là chuyên trị thối nhũn vàng lá cho hoa. Đấy, pha là có tỷ lệ pha ở trên này hết này. Mọi người nên pha loãng hơn tỷ lệ hướng dẫn sử dụng trên bao bì nhá Ngoài ra nhà vườn chúng em còn bán bổ trợ thêm cho cô chú anh chị các bạn cái bộ sản phẩm này gồm có theo thể theo 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 trưng cầu em lấy ý kiến trưng cầu của khách hàng nhé. Bởi vì cái hôm video đầu tiên em lên làm lên đấy thì, thì 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 em cũng được nhận được rất là nhiều lời phản hồi của khách hàng và khách hàng cũng có góp ý cũng có đóng góp cho em rất là nhiều ý kiến mà trong đấy có những ý kiến rất là hay và em cũng uh, qua video này thì chút nữa thì em ở cuối video thì em sẽ chia sẻ sau em uh, sẽ bán thêm này bán thêm trong cái bộ sản phẩm này gồm có đó là keo liền sẹo keo này thì dùng để uh, để liền sẹo uh, cho da cho cây nhé ví dụ mình cắt thân phi điệp cắt vượt độ phát cho đứt thì mình bôi cái keo này vào để nó tránh nó bị thối bị, Hoặc uh, bị vi khuẩn nó lan đấy keo thì có rất là nhiều loại keo nhưng mà mình chỉ cần dùng cái keo phổ thông này là em nghĩ là cũng rất là ổn rồi bởi vì nhà vườn em lúc nào cũng uh, dùng cái loại keo liền ra cho cây loại loại của việt này này đấy. nó rất là hay ưu việt thứ hai là kiki xoanh đấy kiki, kiki duy xanh này thì mọi người có thể dùng phun phun cho cây nhé. đặc biệt là trong mùa thòng tới này này, thì cô chú anh chị các bạn rất là rất là rất tìm những ai những cô chú anh chị quan tâm đến kích kỳ kích mầm thì sẽ sử dụng cái bộ sản phẩm kích kỳ xanh với kích kỳ đỏ này. kích kỳ đỏ này là dùng để chích nhé. bộ đỏ này dùng để chích, Đấy, bộ xanh là dùng để phun. ngoài ra em có một cái uh, xử lý nấm ra thể sinh học em bán một hộp này vừa rồi em bán được khá là nhiều rất 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 nhiều luôn để cho cô chú anh chị các bạn cùng sưu tầm luôn. Uh, để về để làm sạch giá thể để khi mình ghép cái lan những giò lan đẹp thì những giò lan đẹp mượt mà thì cần phải có những cái lọ xử lý nấm giá thể này. Đấy, để xử lý cho cái nấm uh, nó hết uh, bám ở trên uh, ví dụ cái lũa chẳng hạn hoặc là những khúc nhãn khúc uh, nhội hoặc là những cái cây vú sữa mà nó bị nấm trắng lên đấy. Hôm vừa rồi những có có khách có gọi điện hỏi là uh, những cái giò lan của em là bị nấm trắng nó lan hết mà nó thậm chí nó bọc hết cả vào cái rễ. Thì lý do tại sao vào xử lý như nào thì mọi người hãy sử dụng cái cái này có tên là Super 999 xử lý nấm ra thể sinh học đây Đấy cái này Cái này là hàng lưu hành nội bộ đây này Đây này Đấy mọi người, mọi người xem kỹ nhá Đây là hàng lưu hành nội bộ thôi ạ à. nên là nên là chúng em khó khăn lắm những nhà vườn lớn như chúng em thì mới có hàng để mà giao lưu mọi người thôi hàng giao hàng này là hàng giao lưu nội bộ đấy ạ à. đấy một hộp này em có 10 lọ một cái hộp to này em có 10 lọ nhé đây lúc em đặt cái lọ b 1 lên trên rồi em mang ba lọ ra mẫu thôi À, mà khi em gửi cho khách hàng em sẽ gửi một hộp này, cũng có 10 lọ. Đấy mọi người xử lý thoải mái. À, có thể xử lý được uh, rất là nhiều uh, những cái giá thể của vườn mình. Và cái phần nữa là cái này rất là thông dụng này. Rất là thông dụng. Đây em có 30 uh, em có 30 um, 30 gói phân dê em đã xử lý qua uh, qua qua vôi rồi nhé khôi khô cong luôn và em xử lý qua vôi rất là đóng gói cực kỳ cẩn thận cho cô chú anh chị các bạn luôn 30 gói phân dê đấy mỗi cái dài 20 cm nhé đấy, có 30 gói phân dê trong này đấy, 30 gói phân dê à, ngoài ra là mà cái phụ kiện nữa là cái rêu rừng rêu rừng này các tỉnh phía Bắc hiện tại bây giờ đang là mùa hành khô khô hạ đấy thì cái rêu rừng là cái sản phẩm để lót để làm tã cho lan rất là tuyệt vời và rất là hữu hiệu và em cũng đã nhặt nhạnh sạch sẽ xử lý sạch sẽ rồi đấy Đảm bảo sạch sẽ vệ sinh cho mọi người rồi. Trên đây là cái bộ sản phẩm. Em xin phép được điểm danh lại uh, cái bộ sản phẩm. Và cuối cùng là báo giá nhé. Um, em xin phép được đếm qua nhá 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 mười này, 11 mười này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái bộ sản phẩm hôm nay em muốn giao lưu với mọi người. Toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn gồm có 19 sản phẩm. Đó. Cái bộ sản phẩm này rất là thông dụng và rất là phổ thông cho lan và đặc biệt là có hai cái lọ em xin được nhấn mạnh hai cái lọ hai cái lọ Phi San và Super Thai của Mỹ này là hàng này là hàng độc quyền. Và cái nữa là cái Super 999 này là hàng mẫu lưu hành nội bộ nên là không có bán ở ngoài thị trường đâu. có hai có hai cái sản phẩm này, có ba cái sản phẩm này là, là sản phẩm của nội bộ nhá. Nên là cô chú anh chị các bạn không dễ mua đâu ạ. Đấy. Một bộ sản phẩm gồm có 19 loại này thì em xin phép được bán giá là 800 000 thôi ạ. 800.000 mà em ship chậm toàn cầu cho toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn. Những ai mà quan tâm đến những cây lan, quan tâm đến uh, chế phẩm, quan tâm đến phân thuốc, quan tâm đến uh, những cây, cây lan quý ở trong vườn của mình. Thì uh, hãy xem video của dành chúng em. Cũng có thể là chúng em còn thiếu kinh nghiệm về uh, truyền đạt. Cũng có thể là chúng em còn thiếu kinh nghiệm về cách chia sẻ các loại uh, uh, phân thuốc và cách sử dụng uh, như thế nào. Thì, uh, thì uh, khách hàng hãy yên tâm nhé hãy yên tâm một điều rằng là khi mà em gửi thì em sẽ gửi theo kèm theo một cái bảng hướng dẫn sử dụng như thế này để cho cô chú anh chị các bạn những khách hàng uh, sử dụng các sản phẩm này hãy nhìn vào cái bảng này và làm theo cái bảng này lưu ý rằng là hãy pha loãng hơn tỷ lệ ở trong bảng hướng dẫn uh, thật loãng thôi ạ. không được pha theo chỉ định nhé để nó cây nó thích nghi thích ứng dần dần Đấy. cuối video chúng em chẳng biết nói gì hơn uh, xin được uh, gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể cô chú anh chị các bạn, những uh, khách hàng luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn chúng em. đấy có những lời chia sẻ và có những lời chúng em uh, nói mà truyền đạt nó chưa được đúng, chưa được hay và cũng chưa được đúng ý lắm thì em cũng mong, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. đấy thì uh, phiên buổi trưa hôm nay thì em cũng đã hoàn thành cái uh, lời hứa là em uh, sẽ làm một cái video chia sẻ và uh, 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 chia sẻ và và và, và, và... Uh, giao lưu với toàn thể cô chú anh anh chị các bạn về cái cách uh, chăm sóc những giò hoa phong lan rừng rồi em xin xin phép được khép lại cái video bán hàng và video lao giao lưu tại đây, đây. thôi xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị các bạn vào phiên bán hàng buổi tối hôm nay tối hôm nay em sẽ có rất là nhiều hàng về Thế xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.